Dạ Lan Thanh Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, thì tối nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là cụ ông U86. Những ngày vừa qua đây quý vị chắc là bà con cũng đã biết rồi. Với cái quan niệm của cụ này đó là không phải là đi tìm vợ, mà quan niệm của cụ này là đi tìm đàn bà chứ không phải tìm vợ. Đi tìm mấy cô nào mà gọi là coi như là cũng là nhẹ dạ cả tin đó, tìm những cô mà coi như là cứ thấy là chú U86 này tung ra cái vấn đề là cái tiền treo thưởng là 3 chỉ vàng và coi như là 7 mét đất với là cấp cho một căn nhà khang trang, đi lợi dụng những người mà gọi là coi như là tham tiền mà thiếu sự hiểu biết, mới bu vô, mới gọi là bu vô để mà coi như là muốn là cái như là vô cùng đồng sở hữu với là anh kể như là U76 77, mà bây giờ cái tuổi thật là 86. Trong suốt những ngày vừa qua thì bà con thấy là một trong những thước phim mà một ông già gọi là cái như là cũng lem nhem, mách thì cũng lem nhem, mà lại đi tìm vợ, đi từ ở miền Tây lên tận đất Sài Gòn ra tới Bình Thuận, chỗ nào chung là có đàn bà mà cái như sẵn sàng hứa hẹn, sẵn sàng để có một cái lời nhắn gửi thì anh sẽ sẵn sàng cái như là đi, không có chối từ bất kỳ vấn đề gì. Đó, và hôm nay thì bà con cũng đã thấy rồi, một trong những thước phim mà cụ này cũng lặn lội xuống chỗ cô Mười, và cũng lặn lội qua chỗ cô Trang cô đồ nào đó. Thì qua chỗ cô Trang thì cái như là anh này anh đòi thử hàng. Vừa bắt đầu là vừa gặp một cái là anh đòi thử hàng liền. Đấy, cô này cũng lên cộng đồng mạng cũng là bây giờ cũng là phân bua phân minh, bảo rằng bây giờ dễ gì ăn tôi, dễ gì ăn tôi được. Bây giờ mà cái như là tôi biết ổng thế nào mà gặp tôi là ổng đòi thử hàng. Rồi qua chỗ mà cái cô mà u cái như là cái cô mà cô Mười đó. Đó, bà này thì bách ở rễ thì anh không chịu, cái tư tưởng anh là không chịu ở rễ. Đó, giờ ở rễ sao được quý bà con, ở địa phương của anh thì anh sẵn sàng anh vẫy vùng, anh còn làm mưa làm gió được, chứ còn ở rễ thì trong khu vực đấy bây giờ anh sao dám manh động. Có nghĩa là anh cũng phải có một cái vùng trời gọi là an toàn cho anh, anh ở trong cái khu vực địa phương của anh á là anh vẫy vùng. Hôm qua cũng có một cái vị khán giả cũng đã có liên lạc với tôi, là vị này cũng thấy cái hình ảnh của là cụ Quớ này lên cộng đồng mạng đó, mà nó làm gọi là nó mất đi cái hình tượng đẹp của những người đàn ông đứng tuổi. Trên cái cụ này cũng đã liên lạc với địa phương, thì gặp cả như là cán bộ chỗ địa phương đó, người ta cũng có nói một câu như thế này, nói thật sự bây giờ ông Nam Quớ đó là một trong những nỗi nhục của xã. Bây giờ là nguyên cả xã là ai cũng biết ông cả rồi, từ đàn bà giá cho đến những đàn bà mà cái gọi là cái như là cũng đang ly thân ly đồ với chồng, ly thân ly dị chồng, tất cả là cái như là không bao giờ mà anh bỏ qua được. Cái Nam Quớ là bây giờ là liên cái xã của ông là cái như là gọi là một trong những nhân vật vô cùng nổi tiếng. Thì tôi là nói thật sự quý vị, tôi không tin, có nghĩa là cái gì nó có sách mắt có chứng, cho nên tôi mới điện qua chỗ cái như là cái cụ là U77 này, để mà tôi xác minh xem thử là cái hành trình cái nhưng mà tiếng vợ cụ đến bây giờ tới đâu, và đạt kết quả gì hay chưa, và có thêm được cái vấn đề là phen hoàng nào nữa không, chứ từ trước giờ toàn là ba chỉ đấy. Thì qua cái lời mà cái như là cái cụ Quớ này chia sẻ với tôi, thì cũng có những cái mà thực sự quý bà con cũng là cười ra nước mắt. Vàng là dứt điểm là ba chỉ chứ không bao giờ mà lên. Ông nói bây giờ có giảm xuống thì giảm, chứ chắc anh bây giờ là không thể lên được. Và bây giờ tôi mời bà con nghe cái nội dung mà ông Nam Quớ ông chia sẻ với tôi như thế nào. Sao? Có phải là ngoại Quế không? Gọi ai đó? Dạ, chú cha hôm nay là xem cái chương trình của cô. Chú là Nam Quế hả? Dạ, xem chương trình của ngoại đi, tiễn vợ nè, sao rồi ngoại? Dạ, chưa có được bà nào chứ bà. Chú cha mấy bà đăng ký vậy mà chưa chọn được bà nào hả? Không mà bây giờ chọn mà này cô đâu có chọn được nam nãy điện. Nó nói là nó chọn cái bà mà bán em bánh mì á. Ta chịu bà đó. Bây giờ được bà nào thì nó lại xuống luôn ra, điện tao rồi ra tôi rút về.
Thôi thôi bây giờ nè, cái chỉ tiêu của ngoại là ngoại cần cái cô như thế nào, ngoại nói đi là con hỗ trợ cho. Tại sao? Cái chỉ tiêu của ngoại đó bây giờ ngoại cần tìm một người như thế nào? Thì bây giờ đã chọn cái người bà bán bánh mì ở ở gần qua đó, ở nha Trang An Giang đó. Ờ là bây giờ là cái bà ở bà bán bánh mì đó là ngoại quyết định chọn bà đấy rồi đúng không? Đó, ngoại đã về nhà chứ hay là ngoại còn ở Sài Gòn? Đã về tới nhà nè, mới tới nhà thì nè. Ồ tới nhà rồi hả? Trời ơi mưa dầm đạn đã tới bây giờ còn mưa từ 11 giờ tới giờ á, mà cái xe gửi trong cái kho của hàng Bảo Ngọc á mà nó kêu lại đấy mà mở nhiều quá tao lấy mà nó ốc lại á. Thế nãy mình ra qua đây tao thấy tức quá tao la lên á, nó mới lại á. Rồi chừng nào ngoài đi xuống Cần Thơ chỗ cô bán bánh mì? Bởi vì mày nói bà coi bà chịu đi rồi bà mày cho đi đâu mà tao đi ra lên trong nước đó. Chịu, bà chịu rồi, cái bà bán bánh mì là bà chịu chú rồi đó. Ừ. Dạ. Chịu giờ mày kêu bà đi lấy mua da không được á, thấy thẳng xe đi lấy mua da luôn rồi điện tao, mày cho số điện bà nào. Dạ để tối con liên lạc chỗ bả rồi con chuyển cho ông ngoại. Bữa nay bả lên đó không? Trời bả lên bả tìm ông ngoại sáng giờ đây mà ngoại đi đâu thấy hả? Đi sao? Bả lên ở Sài Gòn hồi sáng giờ bả tìm ngoại đó. Bả chịu rồi, cho bả đi xuống nào ấy vui vẻ, bả điện đâu nước bả. Chịu cho cha bả nói là nhìn thấy ông ngoại là bả ghi từ lúc mà cái nhìn đầu tiên rồi. Ừ. Rồi sáng hồi sáng ngồi xuống chỗ bà Mư thế nào đâu? Hả? Hồi sáng ngồi xuống chỗ bà Mư sao? Đâu đi thầy luôn có đi ghé đâu đâu hả? Đâu cái cô mà dọn cơm cho ngoại ăn đó. Ờ cái bà đó thì bây giờ nói mày hoàn cảnh mãi đâu có đi được đâu mà nói thế. Ờ tao có đi được. Đỡ chi anh? Hoàn cảnh bà Mười là anh ở dành quá vậy. Anh nói thâu đỡ ra đi. Có nghĩa là anh qua anh quất bà bánh mì mà không được, anh quay về lại bà Mười đó. Anh còn nghe đoạn này nè. Là bây giờ cái kèo đó là đỡ dành hay ngoại? Đỡ dành rồi khi nào mấy kèo kia không 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 được là quay lại kèo đó hay sao? Đúng vậy. Bây giờ cái chỗ cô Mười đó là ngoại đỡ dành hả? Không, cái chỗ đó thì mình đi ra không được rồi, mình ở ba không được rồi. Để cái đó đi. Chú con thấy cái kèo đấy ngon đấy mà ngoại mà từ chối con thấy thấy quá uổng quá. Bà đó hả? Dạ. Ừ thì vậy vậy đi hoàn cảnh thì làm sao giờ làm sao lại đi lên ở sao được? Thì ngoại lên đấy ở luôn, trời cái nhà dưới đây mình khóa nhà lại chứ. Hả? Cái nhà của ngoại khóa cửa lại lên ở dưới bà này nè, trời thấy bà này bà thương ngoại đó. Ừ thì biết rồi, bà thương rồi đó. Ừ. Bây giờ mày giúp cho đâu bà báo đi coi được thì mày cho xuống chú gái rồi bà điện mày cho. Ô quá vậy. Cái bà mà thương anh là anh không chịu mà bây giờ giống như là cái như là đuổi theo đuổi bướm bách khoa đó. Đã đến bây giờ là một hai là cái bà bán bánh mì nó còn không còn bà nào được nữa trong trọi. Riêng bà bán mì đâu? Đấy bà Cần Thơ đó. Anh theo anh hỏi là bây giờ ngày hôm nay bà bán bánh mì có lên không? Điện bà điện cho ra thì lúc bán. Chu cho bà bán bánh mì hồi sáng giờ bà lên Sài Gòn bà tìm ông ngoại mà tìm không có không gặp ông ngoại bà khóc quá trời quá đất luôn nè. Ôi trời trời, vậy là mày điện nói bà đi, bà xuống đây là tao cũng không quan dữ lắm á. Thì đó, con mới điện hỏi cho ngoại nè, bây giờ vấn đề là bà lên bà tìm ngoại không có là bây giờ bà khóc quá trời quá đất là bà đang hỏi là vì sao mà ngoại thất hứa đó. Thì có gì đâu bị hoàn cảnh là đi rồi tụi bây giờ bà bắt xe tao về rồi làm sao rồi tao ở đó được. Dạ cho do hoàn cảnh nhiều đúng không? Dạ. Mày cũng nói cho bà biết chứ bây giờ tao biết sao giờ. Sao? Thì con năn nỉ bà con nói trời ơi bây giờ thôi chứ như là do ông ngoại ông cũng cần gấp quá. Mà do cô là cô chậm thì bây giờ cô phải chịu thôi để khi nào ông thu xếp rồi ông xuống. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ mày nếu mà còn nói được với bà thì mày tiếp nối là mày đưa bà xuống đi, tao thống nhất vậy đó. Dạ. Xuống đây tao bà cũng như là chứng mỏng luôn á. Là giờ là kết nối là bà chịu là dẫn xuống cho ngồi luôn đúng không? Ừ, mày dẫn ra mày đưa bà đi tới chú gia, bà nói chú gia rồi bà xuống đó, bà điện ra đâu?
rồi có cưới không, có cưới không hay là dẫn tới đó rồi rồi giao cho ngoại rồi gì à? Trời ơi, chuyện nó tức sao bây giờ nói lúc này về đây muốn đám cưới thì đám cưới, không có chuyện muốn làm gì làm à? Dạ. Đã chấp nhận đó, thấy không? Cái vấn đề vàng cưới vàng đồ để ngoại có tăng thêm không hay là vẫn theo cái chỉ tiêu mà trước? Sao? Cái vàng cưới á, vàng cưới là ngoại có tăng thêm được chỉ nào không? Bây giờ đám cưới là anh có dâu rồi, sợ gì đâu? Không, ý con hỏi là bây giờ ngoài có tăng thêm mét đất nào với là tăng thêm cái bàn cưới nào nữa không? Để cái bài bán mình đó. Dạ, mấy chị mấy... mấy cái đoạn mà hỏi tới đất đai tức là tới vàng là cái ngoại bùng tay với chị ngoại. Ngoại bùng tay liền. Chị nếu mà đi cưới bà thì ngoại chi mấy chị? Mày nói sao nghe không biết. Nếu mà bây giờ đi cưới á là ngoại kể như là đi mấy chỉ vàng đi mất hả? Dạ mấy chỉ vàng mất bài nhỉ? Mấy chỉ vàng có nghĩa là khi mà ngoại cưới cái cô bánh mì á là ngoại kể như là đi mấy chỉ vàng, vàng cưới đó, vàng cưới là mấy chỉ, ba chỉ hay là năm chỉ? Ba chỉ đó. Không không lên được chỉ nào hả? Trời đất ơi, sợ rụng quá rồi, vậy rồi ảnh ở rồi, vậy tự tự chứ rụng quá, nó còn đòi hay gì nữa. Không, thâu, thâu bây giờ nè, cái ba chỉ là nó đen lắm, số xui lắm. Không, ngoại tăng lên ba chỉ rửa là bốn chỉ đi, cho nó có sự may mắn. Muốn là chẳng hả? Dạ, đúng rồi, ba chỉ nó lẻ, nó đen. Ừ, muốn chẳng hả, chỉ được không? Tăng lên chứ, tăng lên chứ, còn hai chỉ là nó giảm xuống rồi. Phải tăng lên giống như là... Trời, tao nói mày nè, bà về bà hỏi tao đi. Trời đất ơi, không có lâu lâu đâu, một thời gian là rồi là tao sắm cho bà cũng mà mấy lúc nữa chứ. Dạ, ba chỉ là không thay đổi đâu, mục tiêu là ba chỉ không thay đổi đúng không? Ừ, thì bây giờ bà về đi. Bà hỏi tao mà nói, giờ tao chấp nhận gì thì bà về đi, rồi tao lo cho bà cái gì đâu. Tao giờ tiền bạc để là tao không có xài gì đâu. Dạ. Là bây giờ là ngoại chuẩn bị là vàng bạc đầy đủ hết rồi đó, chỉ cần là ai mà ok là cưới luôn đúng không? Rau bây giờ sẵn sàng đấy. Đêm hôm là có ba vị khán giả là điện tới cho con. À, cô một cô là cá nhân là 60, một cô là cá nhân là 62, một cô là cá nhân là 72. À, đó là nhìn thấy tướng chú là mấy cô này cũng thương. À, mấy cô này là bây giờ là cũng có nhà có cửa rồi, hỏi chú là có chịu kết nối hay không? Thì tao kết nối rồi, giờ lại vậy này rồi đâu có đi lên được, bây giờ nó tung mà mưa gió thì theo như này nè, cậu mua khỏi có ngưng á. Thì bây giờ nói chung là bà nào chịu tao thì mày kiếm cho cái gì mày 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 giờ thi hành cái tao nói nó dậy dậy trước đi. Dạ. Thì nói một bài thôi cho nó chắc ăn đi rồi nó chịu luôn. Dạ, nhiều quá là cuối cùng ngoại choáng mắt không biết chọn bà nào hả? Ơi bây giờ chuyện chứ chọn gì đi. Giờ nói với bà chịu, giờ bà tính xuống đi. Bà mạnh dạn xuống đi, tao ra tao mất. Điện đâu tao ra liền. Có cái cô mới điện còn cách đây 5 phút là cô này là 58 tuổi. Cô này nói là nếu mà chọn ngoại đó thì ngoại phải kết đất trước rồi mới cưới sau, ngoại chịu không? 58 cháu hả? Dạ. Mới được mập không? Chù cho cái tướng không mập, tướng là mình dây. Thân thả khoảng tầm là 45 đến là 50 kg thôi. Ừ. Cao 1m65. Ừ, đúng rồi. Ừ. Rồi. Rồi, bài nào cũng được hết chứ. Để mình chọn cái tao đi. Giờ con chọn cho ngoại luôn đó không? Ừ. Con chọn ngoại, rồi. Ngoại không chịu sao? Trời đất ơi, sao không hiểu mày? Ờ. Cái bà bán mày cái thì mày cứ chỗ đi, rồi mày nói cái bà cứ ngon nó chọn cái gì? Ờ, là bây giờ là cái vấn đề là con ok là gọi ok đúng không? Ừ. Rồi thông thông nhất cái đấy đi, còn bây giờ thông nhất cái tiền cưới bàn cưới nè là bao nhiêu nè, để cái người ta hỏi còn nói luôn. Cưới cái gì bao nhiêu? Cái vàng cưới mới là cái là khoảng bao nhiêu, ý cũng gọi là đi với người ta khoảng bao nhiêu để người ta hỏi là con biết được con nói. Thì cũng vậy à, bà nào cũng vậy á. À, bà nào cũng phải ba chỉ thôi đúng không? Ừ, là vậy á. Thôi thêm đi, thêm khoảng 3.5 chỉ, 3.1 chỉ đi, để cho nó hình hình xíu, thật con thấy số 3 chỉ thấy nó đen quá.
Trời ơi, đen cái gì mà đen, mày ơi, luôn mấy chàng đi cho thì về ở thời gian này mấy thứ rồi thì má cũng có sao cũng quả gì đó mà nói. Ở cái mà trời, ở cái đó làm gì? Từ từ bữa giờ ngồi 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 đi lên Sài Gòn rồi ngồi chọn mấy cô rồi ngồi còn nhớ không? Thì ba bốn cô gì đó thì bây giờ hơn cậu mày ấy giờ học được rồi nói thành gì? Cô bé nè, cô bé là một nè, rồi cái cô Trinh là hai nè, đúng không? Là hai hai cô này là dưới ngoại là có tình cảm gì sâu đậm hay chưa? Thì cũng kể như có đi. À, kể như là có tình cảm sâu đậm rồi đúng không? Ừ. Rồi cô mà cô Hồng ở Bình Thuận sao? Cô Hồng Bình Thuận nói làm gì đó trời, ra không có tiếng mất tiêu rồi nói làm gì đó. À, bà đây thấy thấy bà có điều kiện đấy mà sao bà nói không không giữ lời đúng không? Ừ. Con nhắc lại gì đó. Thấy 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 tội ngồi quá, thấy gọi đi mà gọi lặn loại xuống tới đó mà coi như là không 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 gặp được thì con cũng bức xúc thay cho ngoại đó. Ừ, đúng. Yeah. Bà đó thì để bỏ đi. Yeah. Là dịch là giờ không không nhắc bà Hồng đúng không? Cái bà 51 đi, cái bà 51 cái bà mà Phụ Hồ đó. Ừ, bà bán mì đó ha. Không, cái cô Phụ Hồ, cái cô bán mì là chắc ăn là thương loại thật sự đâu. Có nghĩa bây giờ mình phải điểm qua, mình điểm qua là những cô nào có tình cảm với ngoại, có nghĩa là sau một cái hành trình đi đi mà tiếng dở đó ngoại, mình phải có một cái gọi là tổng kết, để tổng kết lại xem thử là ai đối với ngoại thật, ai đối với ngoại giả để mình rút kinh nghiệm đợt hai chứ. Rồi bây giờ mày chọn đi, mày chọn người tao đi, bây giờ tao chọn nghĩ đó, bây giờ bà đó cũng được mà bà nào thấy khác hơn để hốt đại. Bây giờ là hốt đại đúng không? Rồi ngoại ngoại chịu rồi, con của ngoại có chịu không? Trời ơi không chịu. Thôi nha. Dạ đi mắc mưa cả mấy ngoại. mấy ngày vừa qua là ngoại khô lắm quá vậy. Ngoại là cả như là đi cả như là từ Bắc chí Nam là ngoại ngoại ấy lắm rồi. Đi bây giờ ngoại về tới nhà là ngoại ngoại thăng ngoại khắp mà về tới nhà mới